Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trong buổi livestream với Nguyễn Ngọc Ngạn tối 13 tháng 5, Trung tâm Thúy Nga thông báo về việc chương trình Paris Be Nice 134 sẽ được tổ chức tại Royal Paragon Hall, Siam Center, Bangkok, Thái Lan vào ngày 15 đến 16 tháng 10 năm 2022. Được biết, chương trình này vốn đã được chuẩn bị từ tháng 3 và tháng 4, sau lần đi Bangkok đầu tiên để tìm sân khấu phù hợp. Ngày 15 tháng 8, trung tâm bắt đầu tiếp nhận những cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu bảo trợ cho chương trình này. Ngày 28 tháng 8 theo, dĩ nhiên điều kiện sang Thái Lan tương đối dễ so với những quốc gia khác. Thúy Nga rất mong gặp gỡ khán giả ở Việt Nam, nhưng bao nhiêu năm nay thu hình tại Mỹ thì điều kiện hơi khó khăn, chẳng những vì vấn đề xa xôi, vấn đề tài chính, xin visa vào Mỹ đôi khi khó khăn lắm. Chính vì vậy mà Thúy Nga muốn tổ chức một show tại Bangkok tương đối gần gũi, vật giá cũng tương đối rẻ và tạo được điều kiện để đồng bào từ Việt Nam sang đây tham dự. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, show này ở Bangkok thì thực sự không khác với những show ở Mỹ. Cái khác là cảm xúc thôi, và cái khác nữa quan trọng hơn là lượng nghệ sĩ tham gia chương trình đông, gần như gấp đôi. Có nghĩa là tất cả anh chị em nghệ sĩ đã làm việc với tôi 30 năm hoặc ít hơn. Nhưng tình cảm giữa Nguyễn Ngọc Ngạn và những nghệ sĩ đó thì như là chú cháu, hoặc các nghệ sĩ trẻ thì thường gọi tôi là cha già dấu yêu. Mối quan hệ đó giống tình thân hơn là công việc, có tính đại gia đình nhiều hơn. Vì vậy khi nghe tôi giã từ sân khấu thì không có nghệ sĩ nào không muốn tham gia, hoặc là họ nói với Trung tâm Thúy Nga, hoặc là nói trực tiếp với tôi: chú Ngạn, chú cho cháu tham gia để gửi lời từ biệt chú ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Lúc đầu khi tôi mới tham gia thì tôi cũng không để ý lắm. Mình nghĩ mình làm một công việc như góp một phần trong một chương trình tổng quát của Thúy Nga thôi. Nhưng đến khi nhận thư của khán thính giả từ khắp nơi và nhất là đọc bài báo của tờ báo Mỹ Los Angeles Times, họ viết một câu rằng ba đặc trưng của một gia đình Việt Nam là tô phở, chai nước mắm và cuốn băng Paris Be Nice. Khi tôi đọc được bài đó, tự nhiên tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, vì cuốn Paris Be Nice là đặc trưng mà mỗi gia đình Việt Nam đều có. Bây giờ thì có thể không còn nhu cầu lớn như thế, nhưng những năm đầu tiên khi người Việt mới ra hải ngoại, cuộc sống rất vất vả, hoang mang, một phần nhớ nhà, một phần lo hội nhập vào đời sống mới, cũng chưa có điều kiện đi du lịch hay ăn chơi nhiều, cho nên là buổi tối quây quần để coi một cuốn Paris Be Nice, để tìm một cái nét thân thương đối với quê nhà, đối với đặc trưng của Việt Nam. Thành thử ra khi tôi đọc được bài báo đó, tôi thấy ồ, hóa ra mình có một chút trách nhiệm gì đó. Bởi vì tờ báo Mỹ mà họ nói rằng cuốn Paris Be Nice là một trong ba đặc trưng của gia đình Việt Nam. Từ đó, tôi càng quan tâm tới vấn đề phổ biến văn hóa hơn, bởi vì khi làm Paris Be Nice thì mục tiêu nhắm tới không phải là khán giả lớn tuổi về văn hóa, khán giả lớn tuổi về văn hóa, khán giả lớn tuổi thì thưởng thức ca nhạc, nhưng cái tôi nhắm tới là thế hệ trẻ, thế hệ mà sinh ra hoặc lớn lên ở hải ngoại. Văn hóa Việt sẽ bắt đầu phôi pha vì họ đi học hàng ngày ở nước sở tại, không có điều kiện và thì giờ để nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam. Tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy mình có một chút trách nhiệm giúp cho các em, các cháu hiểu thêm về văn hóa Việt Nam ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Nó có 2-3 giai đoạn. Giai đoạn đầu khi Paris Be Nice mới thành, bởi vì vấn đề phát hành trong nước hoàn toàn bị cấm. Khi tôi bắt đầu làm là năm 1992, Paris Be Nice cuốn đầu là năm 1983. Nhân tiện anh hỏi thì tôi cũng xin thưa lại một chút như thế này. Năm 1983, lúc đó cộng đồng người Việt tại hải ngoại mới chỉ thành hình được mấy năm, nên đang vật lộn với cuộc sống, nhất là tại bên Pháp. Khi đó đời sống khó khăn và cộng đồng không lớn như bên Mỹ, và những điều kiện, hoàn cảnh ở Mỹ người ta dễ dàng hơn. Ban ngày đi làm, buổi tối lớp thanh niên trẻ chưa có điều kiện đi bar uống rượu, đi nhảy đầm để hòa nhập. Thành thử ra họ muốn tìm một cái gì đó quây quần bên nhau. Và ông Tô Văn Lai khi làm ra sản phẩm này đặt tên là Paris Be Nice, có nghĩa là Paris về đêm hay đêm Paris. Ông ấy định nghĩa rằng ban ngày đi làm, buổi tối gặp nhau. Do đó ông ấy dùng chữ Paris Be Nice có nghĩa là cuộc vui buổi tối. Lúc đầu thì người sản xuất Paris Be Nice cho đến 9 năm sau tôi hợp tác cũng chưa ai nghĩ rằng băng Paris Be Nice được về tới Việt Nam.
Bằng chứng là mãi những năm sau này khi ông Lai về nước vẫn bực bội là Paris Binai không được chính thức chấp nhận ở trong nước. Ông Lai bực ở chỗ nếu không được Bộ Văn hóa Thông tin chính thức chấp nhận thì có nghĩa là bắt bằng lậu. Tại sao lại không được phát hành bằng gốc mà bằng lậu? Bằng xăng lại tràn ngập tất cả các chợ trời. Nhưng lúc đó thì ông Lai cũng không ngờ là sự lan truyền của Paris B. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.